chiếm từ can Metaverse Facebook bằng hai khuôn Ray-Ban Story Venta Acharya chỉ lực đồng bộ. Mà sắc cơ vật tự tài bằng trên video bằng hai khuôn Venta Acharya đại gia hạ ca chứng mùi cồng hôn Isolo Lusotica đại bàn bắt đo hát thả. Trong bằng cao Venta Acharya đại lọ bằng phất nước nông lốt cứ trời chấp đam Ray-Ban đại chỉ Venta để nẹ cục nia lông xa lành sạp tờ hời. Venta này nâng miên chung thai Ray-Ban Story hai miên xe mặt tờ phí đồ với ai nâng thọt rút thọt video sạch đập chung biếc sạch đập postcard nâng ai nâng dây tù sạp bàn phong đại. Đói dương mình chăm bạch lượng smartphone loàn mốc làm bây thuê rừng tổng ổn đi tiết tì. Mình này tháp này là bỏ dương mình chăm bạch trường mưa tu rồi sắp, tại dương ai bảo vệ ta xâm rạp thọt rút, sẽ đạp chùm riêng, khả nạc phía đây cũng phong thuê ca nghiệp xanh xây bàn. Đang hạt bán, lên chùm mũi cốn, rứt cũng phong đa lên nó không tì xa thiệt rồi nè. Đại cô ai chạp ở rộng chiến lý cư thả, đâm lấy bằng hai khuôn rồi bỏ vệ ta ở trà rẻ nít, nâng miên đâm lấy bằng nà tớ. Đầm lấy bằng hành khuôn cực trầm tại 2.49$. Nói spết thơ rồi bỏ vệ ta nế, miền camera 5 megapixel cho nôn phỉ. Đại chụp tên nâng xung vệ ta, miền bột tông bất kháng phân hạch này xung. Rồi xanh bát đây rồi bỏ dương mình tìm nế khăn ông ca chụp bột tông. Ai nghe dây ỏi vệ ta nế thọt rụng ỏi bàn. Lớp bình này từ tiết nữa đoàn vệ ta, miền bằng cọp speaker để ai sẽ đạp chùm riêng. Rồi postcard nữa khăn ông ca nạ phê đại thuê ca nghiệp xem xe bàn. Hãy cài bị dựng thọt rụng rụng thọt bị tổ, dựng ai chốt xe ai friend mưa nực nông Facebook, Instagram, tam để dựa vệ ta này tại mặt đồn. Cài bị này bởi dựng trong bàn phê và liếp tọc luôn, dựng ai chốt bất đâm bay khai chỉ vệ ta thọ mặt đạo bàn. Trong nốt đại cú ai chạp ở rộng nực nông rừng đi, cứ Facebook chơi rơi chạp đại cú xa hạ ca chứ mùi Isolo Lusotica đại chỉ cùng hôn vệ ta đã thông bằng phút nực nông lộ. Chẳng vã đa lên game rồi bỏ Facebook này, chạp tục thay chỉ cú ai chạp ở rộng nè. ព្រោះនៅក្នុងគណៈដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដែលជ្រើសរើសក្នុងការអភិវឌ្ឍវេនតាឌីហ្សាញឡើងមកជាក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ហើយជាច្រើនលើកដែលយើងឃើញថាវេនតាទាំងនេះមិនអាចយកមកប្រើនៅក្នុងជីវិតពិតបានទេកន្លងមកមានដូចជា Google Glass ក៏ចាប់ទុកថាជាមិនសូវទទួលបានជោគជ័យនោះទេតែលើកនេះ Facebook បានចាប់ដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនវេនតាដែលមានស្រាប់ទៅហើយ ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពាក់វេនតាអច្ឆរិយៈនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាន ហើយបាននិយាយដល់ក្រុមហ៊ុន Isolo Lusotica នោះមានប្រេនជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងគ្រប់គ្រងដូចជា Chanel Oakley, Prada, សម្រាប់Ray-Ban Story ដែលទើបតែបង្ហាញខ្លួននេះមានការឌីហ្សាញម៉ូដដែលពេញនិយមដូចជា Wayfarer ដែលមានទម្ងន់ខុសអំពីវ៉ែនតាត្រឹមតែ5ក្រាមមានស៊ុមនិងលេខដែលអាចកម្មង់កាត់តាមDegree ភ្នែកផងដែរអាចជ្រើសរើសបានច្រើនបែបស័ក្តិសមនឹងខ្លួនយើងហើយក៏មានប្រអប់បញ្ចូលថ្មជាប់ជាមួយមកផងដែរ ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមមានការបើកលក់នៅវេបសាយរ៉េបែនដតខមនៅប្រទេសអាមេរិកកាណាដាអង់គ្លេសអាយឡែនអ៊ីតាលីនិងអូស្ត្រាលីដោយមកសាកាបឺបាននិយាយដល់ថ្ងៃអនាគតថាវ៉ែនតានេះនឹងឈានទៅកាន់បច្ចេកវិទ្យា AR ឬ Augmented Reality ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឃើញរូបនិមិត្តនៅចំពោះមុខតែម្ដងដែលពីមុននៅពេលដែលយើងមើលរូបភាពនិមិត្តផ្សេងៗយើងត្រូវមើលតាមរយៈស្មាតហ្វូនដែលយើងត្រូវយកដៃលើកឡើងមក ឬអនមើលលើកញ្ចក់ស្មាតហ្វូនគ្រប់ពេលវេលាមែនទេតែនៅក្នុងអនាគតយើងមិនចាំបាច់មើលលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទៀតទេនៅពេលអនាគតវ៉ែនតានឹងអាចប្រើហូឡូក្រាមនៅចំពោះមុខយើងបានហើយយើងនឹងអាចលេងអុកជាមួយមនុស្សដែលនៅឆ្ងាយពីយើងមួយចំនួនលោកតាមរយៈវ៉ែនតាលើមុខរបស់យើងអាចឃើញបានថាពិភពលោកនឹងឈានទៅកាន់ Metaverse ដោយពិតប្រាកដនោះមានន័យថាយើងនឹងចូលនៅក្នុងពិភពនិមិត្តហើយពិភពនិមិត្តនឹងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅទីបំផុតយើងនឹងមិនអាចបែងចែកបានថាអ្វីដែលនៅចំពោះមុខយើងវាជារបស់ពិតឬវត្ថុនិមិត្តឲ្យពិតប្រាកដនោះទេ